Hello mẹ em, mẹ mẹ phải nói không? Alo? 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 Dạ, nghe Hiệu ơi. Ok. Ông phải mới nghe em nói Phúc. Rồi bây giờ mình sửa bài writing hôm bữa ha. Rồi bây giờ cái phần của Xuân Mai trước. Cái này phải là the name of con khủng ha. Has existed Thầy ơi, since. Hello Phúc, thầy nghe em nói rồi. Also sai chữ ha. Crocodiles, đây phải có S ha. Phải C. Nhìn nhiều con cá sợ con cá sấu. Ok, còn lại đúng hết hà, very good. Dear Luna. Cái này phải là magnificence ha. Cái dạng danh từ của nó, xem để chỉ ở đây là sai rồi. Magnificence là danh từ ha. Rồi cái chỗ này phải là make you, cái này không phải là many dangerous game sinh đề ha, mà phải là there are a lot of dangerous game thì nó sẽ đúng hơn, tự nhiên hơn. Rồi, bây giờ cái phần
theo ha. Cái này không phải là make seafood like your favorite ha, mà là make your favorite seafood. Ok đúng rồi ha, very good. Rồi để thầy trả lại cho Rồi, chào. Ờ, chỉ dành qua bài hôm nay. Hello Thư. Rồi, bây giờ mình học qua bài mới nha mấy em, để thầy mình có một số từ vựng mới ha. Hôm nay mình sẽ học về học về job sao mấy em, học về job. Rồi đầu tiên hết mình phải biết phân biệt là giữa career và job như nó khác nhau như thế nào ha. Thì career ý là mình chỉ cái sự nghiệp, tức là công việc lâu dài ha, có cái sự thăng tiến. Còn job hay là occupation á, thì nó chỉ một cái công việc mình đang làm hiện tại thôi ha, nó không có hàm ý về sự nghiệp ha, một cái gì đó mình mà nó sẽ lâu dài. Rồi bây giờ mình đọc thế này nha. Career. 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 Job.
job, job, occupation, 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 occupation. Mechanic, mechanic, mechanic. Plumber, plumber, plumber. Mấy em lưu ý là plumber có nghĩa là tức là người làm việc mà sửa chữa ống nước đồ ha, đường ống đồ thì mình cái đó mình gọi chung là plumber ha, tức là có thể là nhà vệ sinh của mình hoặc là máy lạnh, sorry, hoặc là tủ giặt của mình ha. Thì tất cả những gì mà liên quan tới đường dây nước đồ, những cái dẫn nước đồ thì nó sẽ là cái người là người mà sẽ làm, nó sẽ gọi là sorry, không phải là plumber mà là repairman ha, repairman, 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 repairman là thợ sửa nhà, tức là trong nhà mình có hư gì đó thì mình kêu người ta tới sửa cho mình. Rồi plumber giống như hồi nãy thầy nói ha, những cái gì mà liên quan tới ống nước đồ đó là plumber làm hết. Rồi electrician, 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 electrician. Rồi bây giờ một bạn đọc lại mình thầy ha, mỗi cái đọc ba lần. Thư. Dạ, career, 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 job, 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 occupation, 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 No, mechanic, no, occupation. Occupation, 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 chứ mechanic, 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 repairman. Repairman, repairman. Dạ, plumber, plumber, phải occupation. Okay. Lâm. plumber, Plum chứ không phải là lâm, đọc lại plum. plumber, Có âm P nữa, plumber, P-L ha, plumber, plum. plumber, plumber, plumber. Electric, Đúng rồi. Electrician. electrician, electrician, No, E chứ không phải e, E. electrician, electrician, Đúng rồi, electrician. đúng rồi, Electrician. ok. Ai đọc lại em thầy ha. Em ở hải Đúng rồi, Mai á. career, career. Career, job, 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 occupation, 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 Lại occupation sao dài ha. occupation, occupation, occupation. Không phải bay, đọc lại pay, chúng là bay bay ha, occupation. Occupation, occupation, occupation. Đúng rồi. Mechanic, 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 repairman, repairman, repairman. Plumber, plumber, plumber. No, không phải Electric. plumber, plumber, âm m ha, không có đọc cái chữ bờ đó. Plumber, plumber, plumber. Electrician, electrician, electrician. Ok. Phúc. Yeah, Phúc ơi, Phúc ơi, Phúc. career, 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 shop, 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 occupation, 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 mechanic, 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 repairman, repairman. Repairman. Plumber. Plumber.
Lumber. No, no, Đâu plumber, đâu plumber ha. ha. Em nhớ nha, Em cái nhớ này nhà phát cái này âm không phải B nha. B nha. Plumber Yeah. Lumber. 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 Electrician. Electrician. No, 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 no. electrician. 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 Đúng rồi. Electrician. Electrician. No, không phải No, elect. không phải elect. Elect đọc y Đọc chang như cái thầy. trang như thầy. Đúng rồi. Electrician. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Electrician. Electrician. Ok, very good. Rồi. Hello Phong. Phong đọc giùm thầy đi ha. Có sai thầy sửa cho, tại nãy Phong vô giùm sau. Korea, 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 chấp, 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 occupation, 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 mechanic, 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 No, mechanic, mechanic. mechanic. Đúng rồi. Mechanic, mechanic, repairman, repairman, repairman. Đúng rồi. Lumber, Plum, lumber, plum, plum P nữa. Plum. lumber, lumber, lumber. Electrician, Electricity. electricians, electrician. No, Electrician, yeah. electrician. Ok, very good. Rồi, bài phần tiếp theo nha mấy em. Rồi, đọc theo thầy nha. Cashier. Cashier, nhớ nha mấy em, chỉ có hai âm thôi nha. Cashier. 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 Receptionist. 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 Astronaut, 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 flight attendance, flight attendance, flight attendance là tiếp viên hàng không nha mấy em, này thì này quên ghi chưa. Rồi tiếp tục ha. Scientist, 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 inventor, inventor, inventor. Rồi rồi đọc lại em thấy ha. Mai đọc lại em thấy đi. Cashier, 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 receive, receptionist, receptionist, receptionist. Đúng rồi. Astronaut, astronaut, No, astronaut, no. Astronaut, đọc lại. astronaut, Ast astronaut. phải có S nữa. Astronaut, not, chứ không phải not, astronaut. Astronaut, astronaut, astronaut. Flight attendant, flight attendant, flight attendant. No, không có đọc like, em đọc vậy là đâu có âm S đâu, là phải đọc âm S ha. Flight attendant. Flight attendant, Đúng rồi. flight attendant, flight attendant. Ok, nhớ đọc kỹ nha. Mai phát âm của em còn yếu lắm á, à, đọc kỹ luôn. Yeah. Ok, Scientist, scientist, scientist. Inventor, inventor, inventor. rồi Thư đọc lại một hài đi ha. Yeah, cashier, 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 receptionist, receptionist, receptionist. Astronauts, astronauts,
astronauts, flight attendant, attendants, flight attendant, flight attendant. Ok. Scientist, 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 inventor, inventor, inventor. Ok. Rồi, Phong. Là cashier, 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 Đâu no, đọc lại cashier, receptionist, cashier, cashier ha, âm S dài ha, chứ không phải S ngắn, cashier. cashier, 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 receptionist, receptionist, receptionist. Astronaut, 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 flight attendant, flight attendant, No, đọc lại flight fly, đọc từ từ thôi, fly attendant. flight attendant, flight attendant, flight attendant. Scientist, 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 inventor, inventor, inventor. Ok, Phúc. Cashier, cashier, cashier. Receptionist, receptionist, receptionist. Astronaut, astronaut, No, 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 phải là astronaut. astronaut, 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 flight attendant, flight attendant, flight attendant, scientist, 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 inventor, inventor, inventor. Ok, Ok, very good. rồi bây giờ mình qua cái hoạt động nói. Bây giờ thầy sẽ giảng lại một chút ha, về cái cách mà diễn tả khả năng trong tiếng Anh của mình. Thì trong tiếng Anh mấy cô em cũng biết đó, mình có những cái động từ ví dụ như là can hoặc là can't để diễn tả khả năng ha, ví dụ mình làm được cái gì đó hoặc là không làm được gì đó. Tuy nhiên nó cũng có những cái khác nữa mà mình cũng phải cần biết nữa ha, chứ không phải là ngoài cái đó không. Cái đầu tiên á là cái cấu trúc đầu tiên là to be cộng với lại able to ha. Cái này là nó diễn tả khả năng nhưng mà nhấn mạnh ha, còn trong khi đó chữ can thì nó không có sự nhấn mạnh. Ví dụ như mình nói là I am not able to drive a car ha, tôi không có thể lái xe được. Hoặc là are you able to drive a car ha, bạn có khả năng làm bạn có khả năng lái xe không? Rồi còn can và can't thì mình cũng biết rồi ha, nó cộng với lại động từ nguyên mẫu không có thêm s gì hết, tương tự như là to be able to ha. Cái dạng quá khứ của nó là could và couldn't. Alright. Sau đó mình sẽ có một cái cấu trúc nữa là could have hoặc là couldn't have, tức là cấu trúc này để diễn tả một sự thật, một sự việc không có thật trong quá khứ. Ví dụ mình nói là mình thi ha, mình đi thi, mình bị rớt điểm là tại vì mình không có chịu học học cho nó chăm chỉ, thì mình nói là you could have studied harder ha, mày đáng lẽ là phải học chăm chỉ hơn ha, nhưng mà cái việc này nó không có xảy ra trong trong cái thực tế ở quá khứ ha. Hoặc là the policeman couldn't have known about the crime ha, không thể nào mà biết được về cái tội ác đó hết.
Rồi bây giờ mình nói về giỏi ha, mình muốn nói mình giỏi cái gì, dở cái gì ha, thì mình dùng chữ good và chữ best ha. Good là giỏi về, còn best là giỏi nhất ha, at something ha. Ví dụ mình nói là the doctor is really good at medicine, hoặc là my mother is best at cooking, ví dụ như vậy ha. Thì một cái đó, ở trên đó, cái ví dụ trên là mình dùng với danh từ, cái ví dụ ở dưới mình luôn dùng với động từ thêm in ha. Nếu mà mình nói về một hoạt động nào đó, ví dụ như mà mình nói là I am good at playing sports ha, thì cái chữ play đó phải có in ha. Rồi tương tự như vậy, nếu mà mình nói là mình dở hoặc là worst về cái gì đó ha, thì mình cũng nói tương tự như vậy. Ví dụ như là the students are really bad at math, hoặc là the students are worst at doing homework, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ thầy hỏi mấy em thử nha. Tom, what are you good at? I'm pretty good at design. Design, ok. Designing ha, hoặc là design. Designing mới đúng, designing ha. Cái việc là thiết kế, ok. How about you, my, what are you best at? I'm bad at cooking. Bad at cooking. What are you worst at? I'm worse at swimming. I am worse at swimming. Ok, swimming. How about you? What are you best at? I'm bad at learning English. Learning English. Really? Yeah. I don't think so. Yes. Ok. Alright, rồi bây giờ mấy em làm bài phát hiện chút xíu nhìn thấy ha. Bây giờ mình đã học về những cái ngành nghề này rồi ha. Thì bây giờ thầy muốn mấy em là mô tả ha, cái những cái ngành nghề này họ có thể làm được những gì. Ví dụ ở mechanic thì cái người này có thể làm được cái những cái công việc gì, những cái công việc như thế nào ha, thì nói ra cho thầy. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chia thành group ha, để thầy chia ra cho mấy em vô break room practice speaking cho thầy. Em vô đi ha. Nhớ là khi mà mình nói á, là mình phải có lý do ha, mình phải đưa ra một cái lý do gì đó, hoặc là mình phải đưa ra ví dụ. Ví dụ như mình nói là mình hỏi người ta, hỏi mình là what sports can you play, mình không có nói là I cannot play any sport, là chưa có đầy đủ ha. Mình phải diễn tả ra là tại sao ha, tại sao mà mình không thể chơi thể thao, mình không biết chơi hay là mình không có thú chơi gì đó ha, em phải nói ra hết. Ok. Hãy cho mấy em 5 phút ha, sau đó thì mình sẽ practice. Thầy ơi, em lỡ ao khỏi cái nhóm mà thầy mời em vô rồi thầy ơi.
Em định thi vô UEH thì dốt tiêu ấy. UEH được mà. Không Trời mà khó vô ơi, không chị? hả? Khó vô vậy lắm. Ủa chết rồi, sao thầy vô đây rồi? Chắc thầy không biết đâu. Thầy muốn nghe mình nói. Hello thầy. Hello mấy em. Thầy dạ nói được không? Nói xong chưa? Dạ nói Nói xong rồi rồi. thầy. Ok. Rồi vậy mình bắt đầu tập sao? Ủa tụi em không phải đang trong nhóm mà thầy. Đúng rồi trong nhóm mà, nhưng mà ý là phát ra xong rồi mấy em nói lại với thầy ha, những cái gì mà nói mình em nói. Ok, mà 2 phút nói trước cho thầy đi ha. Dạ. What sport can I can play badminton and swimming. What sport can you play? play? I can play volleyball and badminton because I want to improve my health better. What musical instrument can you play? I can't play any musical instruments. What musical instrument can you play? Instrument of like instrument. Instrument. I can play piano and guitar. What song can you sing? I think I can sing songs, ballad song. Rap. Yeah, some funny songs. How about Well, you? Songs can you sing? I can sing any, I can sing any song. What can a repairman do? Chết thôi Repair. lỗ rồi. Hãy hỏi lại nha. What can a mechanic do? Mechanic can do something like a fix car or repair cars with some faults. What can a repairman do? I think the repairman can do fix anything. What can a cashier or what can a inventor do? Inventor can invent many things in the world. They can invent some new thing in any expert.
What can a receptionist do? The receptionist do help when you need and provide consulting support. Hết rồi thầy. Ok, very good. Rồi bây giờ Thư với Phong nói với thầy đi ha. Dạ. What sport can you I can play volleyball. play? Yeah, and anything else? No. And what sport can you play? I can play some sport such as yoga, cycling, dancing, and walking also. You see? And what musical instruments can you play? I can play violin. Violin, không có violin nha, violin. Violin. Violin Violin. 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 ha. And, Yeah. what about you? To be honest, I used to study some instruments, but I'm not good at all. And what song can you sing? I love music, but I'm not quite a singer. And my favorite song is Hoi Ques, and I can sing that. Wow. And you? To be honest, normally I sometimes I sing a song for my children, but they suggest it better to open to open a song instead of I sing. Nói sao thầy ơi, cái đó quên rồi. Nói sao em? Nói gì? Kiểu như là hát dở quá nên con nó kêu thôi mẹ khỏi hát đi. Em nói là I was so bad at singing that my children told me to stop. Yeah. I'm sorry. Phong Phong. What can mechanic do? My chest is about able to repair machines and that can replacement do. Repairman be able to fix something such as a model or even a car. I think that. And what is the plumber do? What can a plumber do? Can you repeat that, please? What can an electrician do? Electricians. Yeah. Electricians is able to electrical repairs. And what can a cashier do? Sierra is about to refund checks. And in And the end of the day, yes, what and what can
Receptionist. Chú. Receptionist be able to listen on the phone, give instruction to customer, and what can a flight attendant do? Attendance. Flight as attendant. What can a scientist do? Nghe không? Dạ không. Thôi hỏi chị đi. Yeah, but what can flight attendant do? A flight attendant be able to help passenger, help custom, help client when they using the flight. And what is the scientist do? What can a scientist do? Em không biết luôn á chị ơi. Thầy ơi, tụi em ngất rồi. Vậy đó hả? Thì có em có thể nói là the scientist can discover new medicine hoặc là gì đó ha. Thì cũng có nhiều cái để nói lắm. Alright, rồi. Như vậy là mình qua cái phần practice ha. Rồi bây giờ mấy em làm thầy phần này ha, can put ha, tức là điền can hoặc là dùng could vô và làm phần bên đây ha, tức là chọn would, could hoặc là should. Rồi, để thầy gửi cho mấy em cái link của cái này. Đó, thầy mới gửi ha. Mấy em làm giùm thầy đi ha, tới khoảng 10-15 phút sau mình sửa ha.
Rồi mình sửa ha mấy em. Ok. Rồi bây giờ cái phần đầu tiên ha. Phúc sửa giùm thầy đi từ 1 tới 5 ha. She screamed a lot, but nobody could hear her voice. You are 17, đúng không thầy? 17 years old, so you can't enter the club at this age. Okay, so bà. My mother could play guitar very well when she was young. So bốn. Bon. She can understand five languages and can speak three languages. I can't play tennis now. I have got a terrible headache. Ở đây đúng rồi ha. Rồi cái phần số 2 từ câu số 1 tới câu số 7 thư sửa thầy đi. I could go to the party last night because I was sick. Cái đó là Noel hả thầy? Sai. Cái tên đó đọc là Noel hả thầy? Ken no no No, no. no no Italian food. Yes, she can. Ok, số 3. My sister swim last year, but now she can. Số 4. They couldn't go shopping yesterday because the store was closed. Close thôi, không có close it nha. Ôi chết nào giờ em cứ close it không thầy. Chết Số rồi. 5. Could you read when you were 4 years old? Yes, I could. Ok, số 6. Alice could ride bicycle. Alice can ride a bicycle. She rides it to school every day. Ok. Em là số 7 luôn không phải? Đúng rồi, số 7 luôn á. I'm very tired, so I can't go out the park to play. Could you Rồi. see the moon last night? Nó gì? Em làm hết No, luôn đi. no, I couldn't. No, I couldn't, đúng rồi. Không ạ. Rồi bây giờ câu số 9 tới 15 Phong làm thầy đi. Câu chính là when can I talk to you about the company Ok, report? rồi. Số 10 là what chị nó sao work on blanks but some couldn't fly or even swim. Số 11 là excuse me, I can't hear you right now. The music is too loud. Hai là I could buy a truck when the world only 16 years old. Cháu hit the trees because he Ok. stopped his car. 14. How many hot dogs can you eat at one time? Mười
15 là I can read it out on my reading glasses where are they? Where are you today? Alright, đúng rồi ha. Rồi qua bên đây. Mai, sớm thầy từ 1 tới 10 ha. I would get this application in the mail. Cần đọc lại application. Application in the Cần. mail. Cần hả? Này là cái số 2 là I could love to have a bunny. Số 3 là we should have water or purple tea with lunch. Đúng rồi. Đúng rồi. My parents could worry if I didn't come home. Đúng rồi. Tiếp The tục. boy would could take advantage of us if we let them. Ok. Tiếp tục nào. This owl could look nice if we clean Đúng rồi. Cái số 6 em nói là could hay là would? it up. Would đúng rồi, số nào số 7 đấy. Cái này đọc bên đây bị mở thầy, cái nào sao thầy, Đọc cái gì? cái tên số 7 rồi Diana. À trẻ Diane. nè. Diane chứ Diane. Diane could fly it if she were afraid of haze. Spring. Spring food suit ski này. Cốt cho vợ sốt. Could ski when he was 3 years old. Wearing a hat could make me look silly. My friends could stop getting into so much trouble. Đúng rồi. Very good. Rồi bây giờ làm cái phần trong sách ha mấy em. Có thể mở lên cho mấy em coi ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần bây giờ mình sẽ làm phần reading nha mấy em. Bây giờ phần reading trang 85, 86 ha. Thì bây giờ phần reading này á, nó chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đoạn ha. Thì khi mà mình làm bài á, khi mà mình làm bài ở trong lớp hoặc là khi làm mấy em đi thi á, thì mấy em nên nhớ là lúc nào cũng vậy hết, mình không có đọc cái bài ha, mà mình đặt câu hỏi rồi mình dựa vào câu hỏi mình đọc thông tin trên bài để mà mình làm bài, chứ nếu mà mình đọc nguyên bài á thì nó sẽ rất là khó cho mình. Thì bây giờ cái dạng câu hỏi hôm nay mình sẽ học á là true false và not given. Alright. Thì đấy là giải thích ha. True có nghĩa là cái câu mà người ta đưa ra ha, nó giống như là cái ý trong bài thì mình gọi là true. False là nó không có giống ý trong bài, và not given tức là nó không có trong bài ha. Thì bây giờ thầy làm mẫu cho em một câu. Thì ở đây á, mình làm cũng giống như là có tất cả những phần khác, tức mình phải identify cái keywords ở đây ha. Thì cái câu số 1 keywords đó là gì? Young people ha. Give employers information ha. What they can do ha.
Rồi thì bây giờ mình sẽ đọc cái bài đọc để mình coi coi là cái thông tin này nó nằm ở chỗ nào. Thì mấy em để ý á, là cái câu hỏi ở trong cái bất cứ bài tập nào nó cũng sẽ theo thứ tự ha. Tức là những cái câu hỏi đầu tiên nó sẽ là những cái phần đầu tiên của bài đọc, và những câu hỏi cuối cùng nó sẽ vào phần cuối cùng. Thì bây giờ mình coi thử rồi ha, ở đâu mà nó có những cái thông tin này. Rồi, thì bây giờ mình coi cái đoạn đầu tiên thì mấy em sẽ thấy là nó nằm ở cái chỗ này. Để mình highlight đây. Không phải là không được rồi, để em ở lớn lên ha. Thì mấy em thấy là cái câu mà before, từ chữ before cho tới chữ form ha, cái này là mình đọc skim ha. Nhớ không? Cái kỹ năng skimming tức là mình đọc lướt, kiếm cái câu mà mình cần có, rồi sau đó mình sẽ scan kiếm cái thông tin mà mình cần cần phải kiếm. Thì bây giờ cái câu này nói cái gì? Before you apply for a job, ha, trước khi mà nộp đơn xin việc, make a list of the skills you have so you can write them on your application form. Như vậy cái câu số 1 là true hay false, sẽ là not given. Not given ạ. Not given. Wow, làm sao mà không có quyết định được? Làm sao mà not given được? Tại vì cái phần đó người ta nói là cái người thuê sẽ đưa cái thông tin nhưng mà người ta không nói cái người thuê đó là người già hay người trẻ. Phải, cái này là you apply for a job, tức là người ta đang nói về young people mà. Many teenagers nè, ha. Many teenagers là young people đó. Cái này là ý là người ta đang nói là trước khi bạn nộp đơn là người, đâu phải là người tuyển dụng đâu, cái này là cái người nộp đơn mà. Thì như vậy là true hay false? True hay false là not À, given. dạ, vậy là true ạ. True đúng rồi ha, nó là true. Rồi, tương tự như vậy mấy em làm cho thầy những câu còn lại ha, từ 2 cho tới 7 rồi đấy, rồi sau đó mình sẽ sửa.
elderly people is a really good way of helping others to be So having a bar would be useful. Don't help. If you don't, jealous. Young people who work in designer clothes stores can help customer design. Chị Thư ơi, chị chưa tắt mic kìa. Ô xin lỗi.
Dạ rồi ạ. Xong rồi đúng không? Rồi gì mình sẽ bắt đầu. Rồi bây giờ mình sửa bây giờ câu số 2 phúc là gì? Dạ, câu số 2 em chọn là not given. Đúng rồi, Đúng not rồi, given là not C. given là Số C. Số 3 3, my. my. Thứ hai, số 3 em chọn là phone. False, đúng rồi, số 4. Số 4 Hay true. phong. True, ok. Số 5 Phong. Em mới tới câu số 3. Ok. À, thôi sửa thầy hết đi nha. Số 5 là gì? Số 5 là B ạ. Four ạ. False, Số đúng rồi, số 6 là 5. B. Đúng rồi, false luôn, số 7. Số 7 là B, số 8 là B luôn ạ. Số 7 là gì? Số 7 là B ạ. Không phải, số 7 là C Ủa? C nó không có nói. Everything my item. Nó không có nói là lifeguard phải cần phải làm việc vào ban đêm hoặc là weekend ha. Hoặc là cuối tuần. Rồi, Sai, ok vậy class. chị sai con này rồi. Alright, that's it for today class. Buổi sau mình học tiếp ha. Bye bye mấy em. Vậy cũng Dạ vui chào đó nè. thầy. Bye Dạ chào bye. thầy. Bye Dạ chào thầy. bye. Bye. Thầy ơi. Dạ bye bye thôi. À, bye bye.